dưới biển. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. Súng phóng xiên, ống nhòm, không phải cái này, bình dưỡng khí. Chúng ta hết oxy rồi, hãy bơm bình dưỡng khí nào. Trước hết, hãy nối ống không khí. Bắt đầu bơm oxy. Bình dưỡng khí đã sẵn sàng. Hay lắm, đi câu thôi. Có nhiều loài cá đẹp ở dưới nước, hãy tìm chúng đi nào. Theo chú cá nhỏ để tìm đàn cá. Đã tìm thấy đàn cá, bắt chúng đi nào. Hãy giúp tôi bắt con cá này. Bơi lên mặt nước an toàn. Làm tốt lắm, chuyến đi đánh cá dưới nước thành công. Bằng bạc nhãn dáng, có loài cá nào ở đây? Trên biển. Trước khi đi, hãy xem cần mang theo dụng cụ gì. La bàn, ống nhòm, lưới đánh cá. Lưới đánh cá bị hỏng, hãy sửa nó đi nào. Trước tiên, hãy cắt tỉa hết chỗ rách đi. Lưới đánh cá đã đi sửa. Hay lắm, đi câu thôi. Đàn cá ở đâu? Dùng ống nhòm tìm chúng đi nào. Đã tìm thấy một đàn cá mòi. Đấy là một đàn cá trích Nhật Bản. Đã tìm thấy những con cá thu. Ở đây có một đàn cá. Bắt đầu đi thuyền đánh cá và đuổi theo đàn cá.
đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Vẫn còn lại một ít. Có nhiều rác quá, hãy nhặt nó lên. Cố lên, bây giờ còn rất ít rác thải. Ồ, làm tốt lắm. Đàn cá đi rồi, hãy đuổi theo chúng. Đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Cuối cùng đã ở đây rồi. À, hãy đuổi lũ mong biển đi. Mong biển đã bay đi, hãy bắt đầu đánh cá nào. Đã bắt được một đàn cá, hãy kéo lưới lên. Hay lắm, chúng ta đã hoàn thành công việc đánh cá. Bạn thật tuyệt vời. Tặng bạn một nhãn dáng.